Xin chào mừng tất cả anh em đang đến với Ly Cardio và chúc tất cả một ngày mới tốt lành. Thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu đến anh em một con âm ly cũng gọi là huyền thoại đi anh em ha, tại vì nó rất nổi tiếng trong cái dòng Guadalete này. Thì nhiều anh em cũng đã biết tới Guadalete 3 số 7 anh em ha. Thì đây là một trong những cái dòng âm ly mà được sản xuất tại Nhật. Tuy nhiên, hàng này là hàng chỉ để phục vụ cho thị trường Mỹ, có cái dòng điện là 120V anh em ha. Thì chất âm của những cái con này thì rất là hay, nhiều anh em chơi là đánh giá nó rất là cao. Nó chỉ thua những cái thương hiệu quen thuộc là về cái tên thôi. Nó thua thua cái Bione này, thua cái ma răng, thua cái Lutman thôi, nhưng mà thật sự là cái chất âm của nó vượt xa cái tầm giá anh em ha, với cái mức giá là chỉ hơn 6 triệu ha, mà cho phép đến được loa 3 tấc thì quá tuyệt vời. Bây giờ thì Khôi sẽ quay cái ngoại hình anh em cùng xem. Thì trước khi quay thì Khôi cùng chia sẻ với anh em là con này thì nó không không thực sự xuất sắc anh em ha. Nó có vài chỗ là bị mài nhá, rồi bị chày nhá. Tuy nhiên là bù lại thì ruột gan đẹp và chất âm nó khá hay. Rồi thì bây giờ Khôi sẽ quay anh em cùng xem. Đây, đầu tiên là cái vỏ gỗ này Khôi đã làm đẹp rồi ha. Làm đẹp để anh em chỉ có việc là về là sử dụng. Tại vì một số anh em là báo với Khôi á, là ngoài cái việc nghe thì họ còn sưu tầm nữa, họ thích nhìn nữa, nên mình phải làm đẹp. Đây, Khôi sẽ quay cái hình thức anh cùng xem. Thì bên hông này anh em ha, bên hông bên phần trên này này, cái phần này nó có bị chảy xước này nha. Tuy nhiên là cái con này nó là chuẩn bại anh em nhé, đúng độ bại 100%. Khôi lấy hàng là có nguồn gốc rõ ràng nên anh em cứ yên tâm. Đây, bây giờ Khôi quay cho anh em xem cái ngoại hình, một số chỗ này chưa chùi sạch này, tại vì không có thời gian nên chùi sơ thôi nha, chùi sơ để quay cho nó đỡ nó đỡ xấu, nó lên hình ảnh cho nó tương đối đẹp ha. Đó, Khôi đang quay cận cận anh em cùng xem mấy cái chỗ này, về chùi lại anh em nhé, chùi lại thì nó sẽ đẹp ha. Trong này nó còn cả bụi luôn anh em này. Khôi chưa có thời gian nên Khôi không có chùi nha. Rồi thì đó là cái ngoại hình. Anh em khi anh em mà mua hàng á, anh em xem kỹ lại cái chỗ nào mà chưa rõ thì mình hãy xem. Tại vì cũng nói với anh em trước là mình mua hàng online qua mạng thì cái chỗ nào mình không rõ là mình phải xem. Tại vì ở đây mình là đồ cũ thì mình bán hàng đồ cũ nên mình đã quay cận cận chi tiết nha. Thì anh em vui lòng là xem giúp Khôi nha, xem chi tiết giúp Khôi. Chỗ nào mà mình không rõ thì mình phải xem lại nha. Để không có đến lúc mà mình nhận hàng thì nó lại phàn nàn hay là gì đó thì nó khó xử cho người bán. Tại vì họ đã quay rồi, họ đã quay rõ ràng rồi. Thì bắt buộc mình ở xa thì mình phải xem nha, hoặc là chụp ảnh thì mình phải xem ảnh đó. Anh em xem qua giúp Khôi ha. Con này thì đèn zin anh em ha, đèn zin rất đẹp nha. Bên ban đêm anh bật lên thì nó sẽ đẹp, còn ban ngày thì có đèn thì nó sẽ không đẹp, tại vì ngày xưa là sử dụng các cái bóng đèn dây tóc anh em nha. Rồi, ok, thì con này các cái chức năng cơ bản đầy đủ anh em ha. Đánh hai cặp loa này, bát chép, CT, mono đều có đầy đủ nha. Rồi, ok. Bây giờ thì Khôi sẽ là tháo cái nắp nó ra để anh em cùng xem thử bên trong ha, cấu tạo rồi các thứ. Nhưng mà nói trước với anh em là đây là cái dòng xuất xuất cho thị trường Mỹ, điện 120V nên cho chất âm rất là hay. Bên cạnh đó là sử dụng rất nhiều linh kiện khá cao cấp. Và cái con này cũng là size lớn anh em ha. Con này là size 46, 46 48 nên nó cũng cũng gọi là chuẩn âm ly á để anh em sử dụng. Rồi, ok, anh em đợi Khôi trong giây lát. Rồi, Khôi đã tháo cái vỏ gỗ nó ra rồi anh em ha. Bây giờ mình sẽ xem cái phần cấu tạo bên trong cũng như cái hình thức bên trong. Con này là chuẩn cứng bại luôn anh em ha. Thì đây, Khôi đang quay cho anh em xem cái thực tế của nó ha. Thì cái tăng phô này nó có một cái phần rỉ chút này, thì Khôi cũng không có sơn lại nha, để nguyên bản nha. Đây, mình sẽ xem qua một lần một lượt rồi Khôi sẽ nói về cái phần cấu tạo của nó ha. Nói chung là ruột gan của đồ bại thì tương đối khá đẹp anh em, một số phần nó còn rất đẹp ha. Đó. Đây, mình sẽ xem lại ha. Sơn này là không có xi anh em nha. Anh em nhìn này, ốc này còn rất là mới ha. Rất là mới. Ok, đó mình đang xem cái hình thức của nó trước, rồi sau đó thì Khôi sẽ
nói về cái phần cấu tạo nha. Ruột gan là tương đối đẹp, còn đẹp anh em. Đèn đóm là zin ha, mấy cái là đèn đèn zin này. Đó. Rồi thì đầu tiên thì Khôi nói về con này, nó là dòng Amrico nha. Thì sử dụng đặc biệt là đời này đã để sản xuất cho Mỹ, điện 120V nên sử dụng một số linh kiện khá là cao cấp. Đó. Thì có thể kể tới là ví dụ như một cái dàn tù ha, với dàn tù rất nhiều đều là sử dụng của hàng Unicon ha, Unicon anh em nha. Đây đầu tiên là đây hai cái tù này sử dụng của hàng Unicon anh em ha. Đó. Rồi các cái tù bên này cũng vậy, nói chung là tất cả cái dàn tù trên này đều là sử dụng của hàng Unicon. Thì tại cái thời điểm mà này á thì tù như Unicon là một trong những cái thương hiệu rất là cao cấp tại thời điểm bây giờ nha. Đó thì rồi tiếp theo là về sò, thì con này đánh bốn con sò nghé, sò nghé còn gọi là sò nhỏ anh em ha. Rồi thì sò sắt này đã đến từ Sanyo nha. Thì thật sự là không phải là cái Sanyo là nó dở đâu anh em, nhưng mà tại cái thời điểm ngày xưa thì mỗi đời hoặc là mỗi hãng thì họ có liên kết hoặc là họ sử dụng các cái linh kiện của nhiều hãng khác nhau nha. Rồi ok, rồi nói về cái phần đây con này cũng vẫn đánh là hai cặp loa nha. Có đầy đủ các cái cổng ăn chơi. Đó. Rồi điện thì sử dụng 120V, cái công suất nguồn của hãng này để tới 300W anh em ha. Lưu ý là đây là công suất nguồn, công suất điện thôi, còn công suất thực tế thì không tới anh em nha. Nhưng mà tuy nhiên vẫn đánh được bát ba tấc, vẫn đánh được bát ba tấc, tại vì Khôi đã ghép rồi nên Khôi đảm bảo với anh em là đánh các cái dòng loa cổ ba tấc rất là hay, có thể kể tới là 77A, 88A vân vân, một số dòng loa sansui. Tại vì cái con này cho cái tiếng bass nó rất là mềm mại nên nó sẽ làm mềm được những cái dòng loa mà cái loa cổ, bass nó cứng anh em nha. Rồi ok thì Khôi sẽ quay luôn cái phần mặt dưới anh em cùng xem ha. Đây cái mặt đít thì lúc nào nó cũng đẹp anh em ha, mặt đít thì lúc nào cũng đẹp, đây anh em cùng xem rất đẹp ha. Mặt dưới thì lúc nào cũng đẹp, mình không cần phải xem, anh em thấy nè, đây là những cái con ông đi chuẩn bãi. Sườn của nó mặc dù là không xi nhưng nó vẫn vẫn còn mới và còn sáng anh em nha. Ok. Rồi bây giờ thì nhắc nhở
kết tròn ngậm đâu anh. Xin từ giá đường phố trắng mưa mau, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tạ tư, thành phố cũ người yêu xưa còn đâu giờ đây. Rồi, Khôi xin phép kết thúc cái phần test chất âm ở đây. Và sau đó thì Khôi sẽ test cái phần radio để anh em cùng xem luôn ha. Vì có một số anh em yêu cầu test radio. Nhân tiện đây Khôi test luôn nha. Đây bây giờ đang còn là nhạc này. Khôi chuyển sang cái phần đầu tiên AM ha. Có luôn này. Tổng số tiền phát dây gần 7.600 tỷ đồng. Đây. AM thì mình chuyển... chuyển ngược về sau này anh em ha. Có đài ha. Đó. Đó, ok ha. Mình chuyển ngược về sau này nó sẽ có nhiều đài ha. Rồi. Bây giờ Khôi sẽ chuyển sang FM. Có sóng luôn anh em. FM thì mình nhớ là mình phải gạt cái núm FM Mutin ha. Rồi. Có sóng rồi nè. Sóng rồi nè. Có đài đây anh em. Đó. Ok. Có đài ha. Đã ký ban hành chỉ thị số 20. Rồi ok, vậy thì cái con âm ly này á về cái tình trạng máy móc là nguyên bản anh em ha. Hoạt động tốt tất cả các chức năng nha. Tuy nhiên là Khôi như Khôi đã nói là về cái phần ngoại hình của nó có vài cái chỗ nó bị chày này, bị xước này ha. Mặt mũi thì đẹp nha. Thì anh em là khi mua á thì nhớ xem kỹ các cái phần này ha. Nhớ xem kỳ phần này, đầu clip Khôi đã quay rồi, nên bây giờ Khôi nói lại thôi, để anh em lưu ý thêm một lần nữa, trước khi mà mình chốt hàng, nha. Rồi, thì cuối cùng thì Khôi cũng báo giá cho anh em là con âm ly này có cái mức giá cũng rất hợp lý và rất là hay, nha. Giá 6 triệu, giá này thì đã bao gồm ship cho anh em tận nhà luôn ha. Con này là size lớn đây nè, size 46 ha, 46 nên nó 48 á, 48 vì nên nó rất là đẹp ha, trưng bày nó cũng ok. Cái model 367 này á, thì anh em nào mà quan tâm á, tìm hiểu thì biết được nó là một trong những cái huyền thoại trong dòng tầm trung này anh em ha. Rồi cuối cùng thì cảm ơn anh em đã theo dõi và chúc tất cả một ngày mới tốt lành.